Rồi với bạn. Rồi bạn nữ giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Ngọc Lợi, năm nay 39 tuổi. Em đang làm việc kế toán ở quận 3 và sinh sống ở quận 7. Là mình sinh ra lớn lên ở đây luôn. Còn bạn trai? Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Danh Hưng, năm nay 41 tuổi. Em đến từ Kiên Giang, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Quận mấy? Em ở làm công ty thì ở quận 1, em thì ở Thủ Đức. Em là kỹ sư điện, hiện đang giám sát công trình xây dựng. Điểm mạnh điểm yếu của mình đi lại. Điểm mạnh của em là dịu dàng, sâu sắc. Và khi yêu thì rất là chân tình, sống có trách nhiệm với gia đình và công việc. Còn điểm yếu của em là sợ ma giống anh Quyền Linh. Anh sợ ma lắm hả? Dạ. Sao biết tôi sợ ma? Anh Quyền Linh biết không? Tại vì cuối tháng 10 á, em có duyên là tham gia một cái talk show của bên chùa Giác Ngộ á. Thì chùa phỏng vấn anh Quyền Linh. Dạ. Thì anh Linh có chia sẻ là sợ ma. Rồi, cảm ơn. Tôi không hề biết luôn. Trời ơi, mà em biết, em hay quá. Em cho chị một thông tin rất là bổ. Nên em phát hiện bí mật mới của anh. Cũng phải bữa biết đừng đi chùa. Sợ ma cũng là một cái điều rất dễ thương mà. Rồi, bạn trai, điểm mạnh, điểm yếu của bạn là gì? Em chỉ được cái là hiền lành, thật thà thôi. Chứ điểm mạnh thì cũng không có nhiều. Em có sợ ma không? Ma thì em không có sợ ma. Rồi được. Điểm yếu của em là em hơi ít nói, hơi rụt rè một xíu. Một cái điểm yếu nữa là em là làm kỹ thuật cho nên nó không được lãng mạn cho lắm. Trong lúc hẹn hò có khi là không biết cách để mà gọi là có hiểu được tâm lý của bạn nữ á. Em gái có thích lãng mạn không vậy? Dạ em thích lãng mạn. Đó, thích lãng mạn nhớ nha. Suy nghĩ cái gì cho lãng mạn đi. Phải cố gắng lên chút xíu nha bạn nha. Nhưng mà khi mình yêu là tự nhiên mình có cái động lực anh. Đúng rồi. À, tình trường thì sao? Dạ, tình trường thì em có 4 mối tình. Mối tình thứ nhất là 1 năm anh này ở dưới quê thì ba mẹ ảnh không có chịu con gái thành phố á, cho nên là bắt ảnh lấy vợ. Mối tình thứ hai á là quen được 6 tháng thì anh này ảnh còn nhớ người yêu cũ quá cho lên đường luôn. Và mối tình thứ ba là em quen được 1 tháng. Trời ơi, ngắn quá vậy. Thì quen mới có 1 tháng mà anh này đề nghị là bốc tem sắp thử trước hôn nhân rồi. Nhưng mà em quan niệm của em là yêu á thì yêu hết mình. Nhưng mà em sẽ dành chọn cái điều thiêng liêng đó cho người chồng của em thôi. Ngọc mới có 1 tháng mà đòi bốc tem. Mới có 1 tháng mà đòi bốc tem. Trời, người cuối thì chắc cũng khá lâu á chị. Bốc tem chưa? Dạ chưa. Trời ơi, còn Nguyên. Rồi sao chia tay? Em phải để dành cho chồng em chứ. Cũng được 1 tuần đó chị. Chị kỳ vậy? Chị biết sao không? Anh này á, ấn tượng đầu tiên là gặp ảnh là ảnh ngoáy mũi hả chị? Ngồi ngoáy mũi hả? Dạ. Mà em hình ảnh gì xấu gì? Quá vậy, không tạo ấn tượng tốt cho em gì hết. Cái ấn tượng đầu tiên đã không tốt rồi mà càng ngày thấy anh nói chuyện vô duyên quá. Trời ơi, cái đường tình em chắc cho nên là quá. Dạ. Cho người đừng có quen ta tháng rồi bóc tem nha. Không có đâu. Không có hả? Chứ quen mấy tháng bốc tem? Cứ đó thì tùy tình cảm nó tiến triển tới đâu mới biết được. Nào, có mấy mối tình rồi? Em thì cũng đã từng trải qua 2 mối tình. Một mối tình đơn phương và một mối tình chính thức. Chính thức thì quen nhau cũng gần 3 năm. Bạn gái ấy là dạng có bắt cá hai tay á. Cái nghề của bạn là đi nhiều lắm hả bạn? Em đi giám sát công trình cho nên cũng hay đi công trình ở các tỉnh. Đó. Dạ. Rồi thành phố luôn hay mình còn hay đi bây nữa giờ không? Thì xin về thành phố luôn rồi. Rồi bây giờ bạn gái bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em mong muốn là tìm một người bạn trai có 4 C: chân thành, chín chắn, trung thủy và chu đáo, khoảng 1m7. Hoặc nếu mà anh này quá dễ thương hay gì đó thì em có thể châm trước hạ xuống khoảng 1m67. Anh trai hình kia bao nhiêu? Em 1m68 chị ơi. Em thích ngoại hình vừa người hoặc nếu tròn tí cũng được để ôm nó đã ha. Cái mẫu người lý tưởng của em là anh Quyền Linh. Tại vì em thấy anh Quyền Linh rất là chân thành và sâu sắc. Rồi bên kia sao? Anh em sợ tự ma sao đó nha? Dạ
Nếu mà người như anh là sợ ma, là em sợ ma nữa là mệt lắm á. Anh ơi, nhưng mà thí dụ hai người sợ ma mà ôm nhau thì hai người hết sợ. À, okay. Rồi vậy thì mẫu người của bạn trai bên kia là như thế nào? Em thì thích người bạn gái về ngoại hình thì cũng tương đối dễ nhìn, cũng từ 1m55 trở lên, không quá mập. Nói chung là người... Xem mắt giùm em nha chị. Rồi để chị coi cho. Rồi, chào chị. Rồi chào anh. Sao mẫu người lý tưởng anh như thế nào? Em thích người phụ nữ là biết chăm lo cho gia đình, tôn trọng người thân trong gia đình hai bên. Có vẻ thích người hơi truyền thống chút xíu ha. Hơi truyền thống chút xíu đúng không? Vâng. Anh lập nghiệp trên đây luôn hay là về lại quê mình? Em lập nghiệp ở đây luôn. Lập nghiệp trên đây luôn. Mình đã có nhà cửa gì trên này chưa anh? Em có căn hộ ở Thủ Đức. Rồi, như vậy là cũng ổn rồi. Công việc anh ổn định, nó lên đây lập nghiệp luôn. Em không thích điều gì người phụ nữ? Tức là hung dữ, cằn nhằn hay là nói nhiều cũng không sao, nhưng mà đừng... Tức là cằn nhằn là không được đúng không? À, vâng. Em chào anh Nguyễn Linh. Chào. Nhìn mặt anh hiền không anh? Anh hiền. Theo cái giác quan của anh á, anh là người rất là phúc hậu, rất nhẹ nhàng, thậm chí là một người yêu thương vợ đó. Em thích người chồng mà có sự chia sẻ đồng cảm với vợ. Dạ, chứ đừng có gia trưởng quá. Có gia trưởng không em? Dạ không anh. Anh hiền lắm, hiền khô à. Nhiều khi em là người ăn hiếp ảnh luôn á. Có đâu anh, em hiền lắm. Hiền lắm hả? Dạ. Chỉ có ảnh không sợ ma thôi, nhưng sợ vợ. Được không? Được đấy. Không anh, em cưng chồng lắm, không để chồng sợ vợ. Cặp này có bộ được đó nha. Ghét gì nhất ở đàn ông? Em ghét đàn ông nhậu nhẹt bê tha. Nhậu không? Dạ. Có anh. Thì vẫn là có nhậu rồi. Giám sát có nhậu, nhậu nhiều không? Có nhậu nhưng mà không có bê tha. Anh ơi, nhậu mà có thể mà chạy xe về Bình An về với em được không? Dạ, anh vẫn đi bình thường. Dạ anh... chứ không nhậu được. Mà không được, cái này tôi phản bác. Đã nhậu không nên lái xe. Không nên lái xe. Đã nhậu thì không thể về Bình An được. Chứ không thể nói nhậu cũng ráng về với em. Đôi khi nhậu ở mức độ mà mình cảm thấy mình an toàn về thôi. Không được, đã uống rượu bia không nên lái xe. Hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với một người bạn học. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, chào anh Hưng cùng quý vị khán giả. Em Minh Thúy là bạn của chị Lợi. Anh Hưng ơi, chị Lợi của em tuy là hôm nay hơi nói hơi bị nhiều xíu, nhưng mà bình thường chị nói rất là ít và rất là hiền, nhẹ nhàng, dịu dàng và sâu sắc. Anh cho em phỏng vấn xíu nha. Cái ngành của anh theo em được biết thì đi công trình thứ bảy, chủ nhật thì ưa có tiệc tùng bạn bè nhậu đúng không anh? Nếu như mà hai người mà hợp ý với nhau á thì anh có bỏ được, bỏ bớt thôi, em không yêu cầu là bỏ nhiều. Nên là ví dụ hồi xưa mình nhậu 10, giờ mình bỏ 9 đi, còn 1 dành cho vợ con. Tại giờ mình cũng lớn tuổi rồi thì anh có đáp ứng được yêu cầu như vậy thôi. Không, chị nói thì anh đáp ứng được. Vì bình thường hiện tại cũng đã hạn chế rồi. Chị lại em thấy anh này rất là hiền luôn á. Được không? Ừ, hiền. Nhìn cái vẻ mặt của anh là chắc hiền quá nên bị bạn bỏ đó. Trời ơi. Còn em. Rồi. Em trai đi với ai? Em đi với cô Dượng với lại em họ. Xin chào chú Quỳnh Linh với cô Cát Tường và toàn thể quý khán giả trong trường quay. Tôi tên Ngô Mạnh, 65 tuổi, Dượng của cháu Hưng. Qua cái trình bày riêng của cháu và bên cháu gái á, thì thấy cũng là hiền rồi cũng coi được. Thì tùy nếu mà chấp nhận với nhau thì mình từ tìm hiểu nhau thì cũng tiến tới mình hôn nhân thôi. Dạ, cảm ơn chú ạ. Rồi, kéo rào nha, cho hai bạn trực tiếp trò chuyện với nhau. Bắt đầu đi em. Rồi, mời hai bạn. Cô bó hoa tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Cái quyển sách này em gửi tặng anh để anh hiểu thêm về trái tim nữ. Dạ. Sách đó là anh Linh sản xuất luôn đó. Cô này cũng mê Linh lắm nè. Em sẽ hát tặng mọi người bài Nhỏ ơi. Lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng chiều bay bay, ngập ngừng ta hồi nhỏ, nhỏ bao nhỏ không tên. Ừ thì nhỏ không tên. Bây giờ quen nhé nhỏ, nhỏ ơi. Anh thì hát không hay nhưng mà anh cũng có một vài câu hay luôn. Kiên Giang mình đẹp làm sao. Thiếu
Em ơi suốt đêm thao thức vì em, vì lời dạ từ lúc anh ra về, rằng mãi đây anh lại thắm ước đúng giờ mình hẹn hò là đời bớt sầu lo. Nhưng sai lời. Đấy, hẹn hò là đời bớt sầu lo. Rồi. Khi có gia đình thì anh muốn có khoảng mấy người con, và anh có quan trọng là bắt buộc phải sinh cho anh một người con trai không? Anh thì không quan trọng là trai hay gái, sinh hai đứa là vừa. Được thì khi nào mới kết hôn được? Ta 39 tuổi rồi đó, đòi đẻ hai đứa là phải làm liền đi chứ. Dạ, em thì khoảng 6 tháng đến 1 năm anh, để cho cái tình yêu mình nó thăng hoa thì mình đến với nhau. Anh thì anh cũng nghĩ vậy. Anh có gia trưởng không anh? Anh nghĩ anh bản thân anh nghĩ anh không có gia trưởng. Thôi lại cũng hiền khô hà, dân miền Tây nữa gia trưởng khi mà về sống á thì anh có sẵn sàng chia sẻ công việc với vợ không? Nếu như vợ mệt á, anh có thể lặt rau hoặc là nấu cơm phụ vợ được không? Không, cái những chuyện đó anh làm được, anh vẫn nấu ăn được chút chút thôi. Tức là nấu thì anh thấy anh ăn được, mà người khác thì không biết sao. Nhưng mà anh sẵn lòng phụ vợ phải không? Có giặt giũ phụ vợ không? Giặt giũ cũng được, cũng dọn làm dẹp được. Nhà cửa dạ, phụ vợ không? Cửa. Em thì sống tự lập mà, chứ đây sống tự lập từ thay tả giũ. Cho con bú phụ vợ không? Cái đó là trách nhiệm mà sau này phải làm thôi. Ừ, được. Ấn tượng đầu tiên gặp anh á là em thấy anh hiền, khá đẹp trai. Cảm ơn. Dạ. Anh thấy em sao? Anh thấy em thì cũng dễ thương, được giống như người anh đang tìm. Hy vọng là hai mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Rồi, đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Bấm nút hay không là quyền của các bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Bấm tay nhau. Bấm nút vào là được không rồi đó anh. Cho anh xin phép được không em? Là... được hình ảnh của mình qua camera điện thoại rồi ha. Mình sẽ bắt đầu cáp luôn nha. Mình sẽ giới thiệu đầy đủ thông tin về của mình nè, họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình đang làm là gì nha. Mình cứ chủ động chia sẻ, thấy thiếu thông tin gì thì biên tập ở đây sẽ hỏi thêm nha. Dạ. Rồi, mời bạn. Dạ em tên là họ tên là Nguyễn Thanh Thùy, tuổi thì sinh năm 1997, quê ở Bến Tre. Nghề nghiệp kiểu như làm văn phòng trong công ty tư nhân á chị. Mình làm văn phòng là mình làm về cái gì, kế toán hay là hành chính hay là cái gì? Em theo đơn hàng, kiểu như là mình có đơn hàng xuống thì em sẽ theo về đầu vô của nó, rồi sản xuất, rồi đầu ra. Công ty em là sản xuất cái gì? May mặc đó chị, về quần áo, của không, về chân ga gói niệm, giày dép. Là hiện tại em đang làm ở đâu Thùy? Dạ làm ở Bến Tre luôn. À vậy hả? Rồi đang chia sẻ, chị thấy nhìn dưới là quên bài, nhìn bài là cái gì vậy? Dạ không có. Rồi không? Màn hình này không có thấy mặt ai hết cho nên em không biết nhìn ai hết trơn á. Em không cần phải, em cứ nhìn thẳng vô camera được rồi, thì chương trình đang ghi hình lại của em luôn á, nha. Rồi, em rồi ở Bến Tre, rồi lý do làm sao mà còn trẻ nè, rồi lại đang muốn đăng ký tham gia chương trình nè. Thì tại vì em muốn có bạn. Rồi nếu mà bây giờ em chia sẻ một xíu về bản thân em đi, thì em là một cô gái như thế nào ha, có những cái điểm mạnh điểm yếu gì, có tài lẻ năng khiếu gì không thì trổ tài ra hết luôn nha. Nhỏ không?
Điểm mạnh hả? Điểm mạnh ví dụ như là có phải là nữ công gia chánh, may vá, thêu thùa, bếp núc, nấu nướng, rồi là có phải là người phụ nữ của gia đình chăm lo này kia các thứ hay không đó? Điểm mạnh của em là biết nấu ăn, nhưng mà em cũng hơi lười á, kiểu như hơi đi làm cho nên không có thời gian nấu, nhưng mà em nấu ăn thì ngon. Với lại em thích dọn dẹp nhà cửa. Ngày dọn mấy bận lận? Có thể là mỗi ngày, nhưng mà nếu mà nhà nhỏ, tại vì em ở một mình nên nhà nhỏ thì em dọn được mỗi ngày, chứ nhà bự thì không biết. Ủa em ở mình là em không ở cùng với gia đình hả? Dạ không, tại vì em đi làm á, cho nên là em hiện tại là ở một mình, chỉ có cuối tuần thì em mới đi về nhà chơi thôi. Rồi, ok, tiếp đi em. Dạ, điểm yếu của em thì sao ta, nhiều khi hay bị nhiều khi nó hay lười đột xuất á, xong rồi cũng nhiều khi tính nó hơi bị thất thường. Thất thường là thất thường sao ạ? Dạ, kiểu như là nhiều khi đang vui vui vậy cái tự nhiên quạo vậy đó, xong rồi quạo xong rồi cái kiểu như sau đó mình nghĩ lại là kiểu như tự nhiên cái quạo tào lao vậy á. Vậy thì chia sẻ về tình trường của mình nhé. Kiểu như là hồi đó giờ em không có quen ai lâu hết trơn á, kiểu như mà em thấy hồi đó giờ đi học rồi cái kiểu, xong rồi em quen ai mà thấy kiểu mà em thấy mà không có đi xa được cái em nghỉ chơi, với lại em toàn quen mấy bạn xa xa không, mà nhưng mà em thích quen người ở gần á, cho nên em tính đăng ký chương trình để mà tìm một bạn nào đó mà có khoảng cách địa lý gần với mình đó. Nhưng mà từ trước giờ là em có mấy mối tình rồi. Dạ chưa, nếu mà chính thức thì chỉ có một người thôi, nhưng mà cũng quen chưa có được một tháng nữa. Mà 97 mà chưa quen được ai quá một tháng. Dạ. Rồi, bây giờ còn còn mấy cái mối quan hệ khác thì là như thế nào? Kiểu dạng đơn phương à hay là Dạ không, em đa kiểu số là là không rõ ràng? dạ em thích sao ta? Em không có cái hồi 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 cấp 3 thì cũng có thích kiểu như mấy bạn nào học giỏi thì thích vậy thôi, rồi xong rồi lúc lên đại học thì có quen một người khoảng chưa được một tháng, xong rồi sau đó thì em không có quen ai trơn á, kiểu như em toàn là đi học với lại đi chơi không, mà chứ không có quen bạn trai nhiều. Thế vậy thì tại sao mà bây giờ em lại quyết định là đăng ký tham gia chương trình? Thì tại vì bây giờ em 25, 26 tuổi rồi, kiểu như là bây giờ em muốn ở tuổi này em muốn có bồ, xong rồi muốn lập gia đình ở tuổi này, nên là Ok. em muốn đăng ký Vậy thì tham em chia gia chương sẻ. trình. Em chia sẻ về cái hình mẫu bạn trai mà em mong muốn chương trình tìm kiếm cho em nhé. Em muốn tìm một người có khoảng cách địa lý gần với mình, tức là ở trong tỉnh hoặc là ở trong huyện, nói chung là càng gần càng tốt, tại vì em muốn là hai người sẽ kiểu như là gần nhau á, nói chung Ok. ưu tiên hàng đầu thì là sẽ gần nhau. Rồi hiện hiện Tính cách này. dạ Ok, tính cách này hiền hiền đúng không? dạ đúng rồi. Với lại phải có chính kiến một chút, đừng có trẻ con quá. Em thích một người vừa phải, không có quá
là nhạt mà cũng không có quá là nhây á. Về tuổi tác thì sao em? Tác thì lớn hơn em. Khoảng trong tầm 5 tuổi là được. Lớn hơn khoảng 5 tuổi. Dạ, cũng 2 tới 5 tuổi. Về ngoại hình thì em có những yêu cầu gì không? Ngoại hình em thích hơi to con một chút. Tại vì em cũng to con. Em ốm nhưng mà em cao tới 1m8 lận. Em không có muốn tìm một bạn phải cao hơn em hay gì, nhưng mà em ưu tiên là hơi mặt một chút. Mập nhưng bị lùn thì sao? Đừng có lùn quá. Ý là ví dụ như lùn 1m5 thì đứng chung cũng kệ, nhưng mà cao 1m7 1m7 phải cái mập thì cũng được. Ok. Đó, thích mập đúng không? Ý làm sao thích mập? Làm cho nó ấm hay sao? Không biết nữa. Em nhìn em nuôi con cút nhà. Thích mấy con cún. Trời đất ơi, con người yêu là con cún vậy đó hả? Có người yêu vậy, con người chăm cún đúng không? Rồi ok, Thùy, em có bài là hát rồi kia, không hát bài gì về miền Tây rồi kia thử gì coi coi. Hát rồi, lắm hát không có hay là bài như sao ta? Vậy nếu mà em được tạo nha thì phải chuẩn bị một đoạn bài hát nào đó để lên mình thật là tiền bản thân mình nên tặng em chị thì cũng hơi bị nhút e dèo quá, cho nên nếu mà em được chọn thì là em phải cố gắng hơn là nhiều, cũng như là mình sẽ với biên tập để chuẩn bị dù nó thật tốt ở trên sân khấu nữa nha Thùy nha. Dạ rồi ok, cảm ơn rồi. Thì có gì là sau cái buổi cast ngày hôm nay thì có thông tin em được chọn chương trình sẽ báo cho em biết ha. Dạ. Rồi ok, chào Thùy, em có thể phát được cuộc gọi rồi đó. Dạ cảm ơn. Thôi mời em giới thiệu bản thân nha, họ tên, công việc, quê quán. Dạ em tên là Phạm Thị Mỹ Duyên, hiện là em giáo viên mầm non của quận 5 trường Quảng Mi 1. Em năm nay là 36 tuổi. Em thì quê ở Tiền Giang và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Của mình Tiền Giang huyện nào em? Dạ huyện Mỹ Phước. Ủa, có huyện Mỹ Phước hả? Dạ dạ xã Mỹ Phước. Xã không chưa vì đúng là bà ơi, xã Mỹ Phước huyện gì vậy? Tôi nghe tôi nói ủa tôi ở Tiền Giang mà tôi nghe tôi không biết vậy trời. Em là không dạ rồi. Là bà ở huyện nào? Mỹ Phước huyện gì? Dạ huyện Trân Thành. Nói sai cái huyện nữa là tôi nghỉ chơi luôn á. Dạ. Trời ơi, rồi lên Sài Gòn lâu chưa mà quên luôn cả cái huyện luôn vậy? Tại vì em lên hồi từ nhỏ rồi chị. À, là gia đình sao ở thành phố Hồ Chí Minh luôn? Dạ đúng rồi. Bây giờ quê đó là ba mẹ. Dạ. Rồi, 36 tuổi hả? Dạ. Trẻ dữ ha. Có lập gia đình lần nào chưa? Dạ em hiện tại là có một bé gái 11 tuổi. Dạ ly hôn 8 năm và ly hôn được 2 năm. À ly hôn 2 năm. Mà ly thân dạ. Sao tới 6 năm dữ vậy? Dạ, thì lúc đó là hai vợ chồng em chỉ dựng nhà em thôi á. Xong rồi các em về nhà của mẹ ruột em ở 6 năm luôn. Rồi 2 năm là làm giấy á, để mà ly hôn. Tại vì tụi em không có hàng gắn này được nữa chị, nên quyết định luôn. Ủa rồi sao mà cuối cùng 6 năm mà không có hàng gắn được luôn hả? Có hàng gắn không hay là ly thân mà chỉ mạnh ai nấy sống? Dạ như là trong quá trình 6 năm đó thì tụi em cũng có nói chuyện là ví dụ như giờ cái khuyết điểm của anh như vậy thì anh có thể bỏ được không? Thì anh không có bỏ được. Nên em cảm thấy là ảnh không có gì em để bỏ được cái tật sống vậy á. Nên thôi tụi em chia tay luôn. Rồi
ra tòa thì đơn phương hay chị, chứ ảnh cũng không ký tên. Rồi ok, em chia sẻ một chút điểm mạnh, điểm yếu của mình nha. Dạ, dạ em á thì nói chung thì hoạt bát vui vẻ, với lại em rất là năng động trong công việc. Rồi còn cái điểm yếu của em á là hay dễ xúc động, với lại đứng trước đám đông thì em hơi rụt rè chút xíu, mặc dù là yếu gì mầm non. Rồi mình chia sẻ thêm về cái sở thích hay là lý do sao mình tham gia chương trình nha. Dạ, dạ sở thích của em á thì thích đi du lịch, thích đi cà phê bạn bè với cuối tuần thôi. Còn em đến với cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò này á là để tìm cho mình đó một cái người mà thích hợp với em, có thể là cùng chung sở thích với em. Rồi nếu như mà hợp với nhau thì sẽ cùng nhau chia sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống với chị. Rồi ok, bây giờ em muốn tìm một hình mẫu như thế nào ha? Mô tả kỹ ngoại hình, công việc, rồi trường hợp anh nó ly hôn thì được hay không? Mình chia sẻ hết nha. Ừ, về cái hình mẫu mong muốn, về công việc, anh đó quê quán luôn. Dạ, ví dụ như mà chương trình có cho em á, thì em sẽ chọn anh mà không có cần phải là có điều kiện cũng được, miễn sao là biết chăm lo cho gia đình với lại biết quan tâm, rồi ảnh có lòng trung thủy và có công việc ổn định là được rồi chị, không có cần phải cao sang cái gì cũng được. Còn về ngoại hình thì chắc là cũng không sao đâu, tại vì nói chung thì ngoại hình đối với em cũng không quan trọng, quan trọng là tính tình thôi. Rồi ok bạn, chúng ta có hỏi gì hỏi nha. Chị Tông rồi đó. Rồi được rồi ha, nếu mà được chọn thì bên chương trình sẽ liên lạc lại nha Duyên nha, rồi mình sẽ trao đổi nhiều hơn, biên tập nói chuyện nhiều hơn với bạn ha. Rồi phần casting của bạn xong nha, bạn kết thúc cuộc gọi giùm mình ha. Rồi cảm ơn Duyên rất nhiều. Dạ, cảm ơn chương trình ạ.